Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một món gỏi mang tên gỏi cốc chay. Gỏi cốc có thể dùng làm món khai vị trong các buổi tiệc chay, hay đơn giản chỉ là một món ăn của cả nhà cũng rất ngon. Nguyên liệu mình có: cốc xanh, cà rốt, ớt sừng, mì căn, rau răm và đậu phộng. Đầu tiên mình sẽ sơ chế nguyên liệu. 100g cà rốt bào sợi, 1 trái ớt sừng, bỏ hạt rồi đem cắt sợi. Cốc xanh thì mình gọt sạch vỏ, rửa cho hết nhựa. Mình cũng cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn. Mình dùng 200g cốc. Mì căn, các bạn cắt sợi to hơn một chút, rồi đem chiên vàng. Dầu nóng, mình cho mì căn vào chiên, thấy mì căn vàng thì vớt ra. Sau đó mình sẽ pha sốt trộn gỏi. Mình có 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh tương ớt. Khuấy đều cho hỗn hợp sốt tan hết, rồi mới trộn gỏi. Mình cho tất cả nguyên liệu vào tô, sau đó chan nước sốt gỏi vào và trộn đều với nhau. Đôi khi cho độ chua của cốc khác nhau nữa các bạn ơi. Cốc của mình hơi chua nên mình thêm một muỗng cà phê đường nữa. Các bạn điều chỉnh gia vị cho phù hợp nha. Thêm chút rau răm, đậu phộng rang nữa là xong rồi. Vậy là mình đã làm xong món gỏi cốc chay. Rất là nhanh và gọn nữa phải không các bạn? Mình ăn kèm bánh phồng chay với gỏi nha. Cảm ơn các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. BB các bạn. Mãi yêu.